Chị Trà Thảo đứng đứng ngoài đường. Ui, con này xinh thế, đứng cái gì nhỉ? Rồi anh ơi, không hợp với em. Em xinh thế, bây giờ em đứng đường, cái thành cái đứng đường này. Đúng không? Trời ạ, bạn gặp muôn vàn những khó khăn. Đúng chưa? Đúng lên sân khấu lần đầu tiên cũng đứng. Tôi sẽ trở thành một người diễn viên tuyệt vời. Là lần đầu tiên đứng lên sân khấu. Đứng lên, nói một câu, vừa nói ấp ao rồi, mặt đỏ lên lên. Xấu hổ quá, xong người ta cười thứ cứ cười cười, cười ha hả rồi, xong cuối cùng phát hiện em xin lỗi, em cũng không biết nói gì nhưng mà lên đây em cảm thấy hổ thẹn quá, quên mất rồi, lần xin phép cho cái trang nói, xong rồi lần sau thấy tao gặp rồi, thế mơ ước trở thành diễn giả xấu hổ tạo này thế nào rồi, này tôi trẻ bộ bộ, nói láo với anh, anh cũng chắc lại, đấy là sống dụng cho cuộc đời của em. Thế là thôi luôn đúng không? Lúc tôi viết cuốn sách đầu tiên của tôi về bất động sản, thế có một người nói với tôi như này đi. Này, Hà, anh hỏi em đi. Em mới bất động sản. Em mới có vài cái. Anh có thể ủng hộ một chút được. Em nghĩ gì khi mà em chỉ có vài bất động sản? Cái cuốn đầu tiên của tôi bảo, lúc nãy tôi nói anh câu này, tôi bảo, hay gì, anh có mấy bất động sản? Bảo, anh có 5 bản chất anh thì là thằng phải đọc. Anh nghĩ là thằng phải đọc. Anh có biết có bao nhiêu người ở đất nước Việt Nam này đang lập nghiệp và đang không có nhà không? Sách của em viết có phải là viết cho những chủ doanh nghiệp đâu. Sách em viết là bí quyết tay trắng sở hữu kinh doanh bất động sản. Anh nghĩ thử xem, độc giả của em vài chục triệu người. Em chỉ cần có 100.000 người quan tâm đến thôi là em đã trở nên rất tuyệt vời rồi. Cái kiến thức đấy của em đã rất là bổ ích. Ờ, đúng không? Đúng không? Bao nhiêu trong số các bạn biết rõ những thứ mà mình muốn ấy, là đi được một nửa chặng đường đến thành công rồi, bao nhiêu người đồng ý ạ? Rồi, tôi nghe người ta đèn pha một câu sợ xót cả. Tất cả mọi thứ ra quần hết rồi. Tôi thì hỏng hết rồi. Nếu như mà chúng ta mà khi mà người khác nói cái gì mà không tốt về mình cái rất sợ. Chân tay tôi đầy bẩy. Tôi nói thật với bạn, lần đầu tiên mà tôi đứng trước đám đông. Tôi có cái thói quen xấu hổ mà không biết nói gì trước đám đông. Tôi sợ nhất kỳ lạ. Ngày xưa mà như sinh nhật, tổng lớp nhỏ nhỏ, cứ góc tôi ngồi. Được mà đứng ngồi cái đám đông, tôi chỉ là mặc áo rồi, và mình kinh nhất là nó gọi mình lên, nó bảo mình hát một bài hay đọc bài thơ hay cái gì đấy, rồi chắc là mình không biết nói gì, hôm nay cũng chả biết nói gì, không biết làm gì. Đến một lần mà tôi vẫn nhớ như in cái khi mà tôi vào trường đào lao động xã hội thì hồi đấy là tôi có một ông thầy, đây thì có một người bạn của tôi đây học lao động xã hội, có một ông thầy thì lúc đấy tôi tranh cử cái chức ủy viên ban chấp hành đoàn, ban chấp hành đoàn tranh cử bí thư. Lần kia vào trong cái ban chấp hành đoàn, ngày xưa thì mặt mình trông không đến nỗi mặt cũng sáng sủa, suốt ngày chỉ được mỗi cái việc là đi hát tập thể, là mình được đứng hàng thứ hai, không bao giờ được cầm mic. Và biết sao không? Bởi vì tôi cao mà, nên là đứng vào đội hình cho nó đẹp. Thế là mình mặc quần áo vào thì mình chỉ đứng đây không bao giờ được cầm mic, có hiểu vấn đề không? Cái hát tập thể, mình thường nhiên thì mình hát đâu có cầu hết đâu, rất thoải mái đấy. Đấy là tôi được cái vị trí đấy. Tôi bảo điên thế nhở. Sau là tôi được tham dự một lớp về diễn thuyết, thế tôi nghe cái thầy này này. Cái thầy đó là thầy giám đốc của Học viện Thanh Thiếu Niên lúc đó. Thì thầy đến thầy bảo, ngày đầu tiên nếu bạn không biết nói, bạn chỉ cần nói xong, bạn chỉ giới thiệu xong câu thôi. Tôi tên là... Đấy, mình mỗi thế nhá. Mạnh Hà. Đấy, như lát trên câu như vậy. Ngày mai nói câu thì không? Ngày mai tôi sinh ra ở đâu? Đấy, tôi sinh ra ở Yên Thái chẳng hạn. Đấy, nói luôn đó, cứ như vậy, mỗi ngày bạn tập như vậy. Một bài nói của bạn, bạn chỉ cần tập một 3 ngày rồi bạn nói bất cứ chủ đề nào bạn nói đều lưu loát hết. Nếu bạn sắp chuẩn bị sắp chủ đề rồi, bạn chỉ nói hết chủ đề của mình cho bạn. Kết thúc chủ đề đấy bạn đi xuống. Và bạn chỉ lên và biết mở bài thế nào, phần thân bài bạn nói ở kết thúc thế nào. Không hề khó khăn. Và nếu bạn tập như vậy trong suốt 3 năm liên tục thì có thể thậm chí 30 chủ đề bạn nói một cách lưu loát
Và đến một ngày họ làm cho mọi người im lặng lắng nghe. Đấy chính là ngày này. Và đây có những thời điểm khi tôi nói chuyện không có bất cứ một tiếng động nào với 500 người và 1.000 người. Nhưng mà làm được việc đấy là 10 năm. 10 năm ạ. Bây giờ thì đám đông mà càng đông càng sướng. Chứ khi quá là nhà. Nhìn hôm nay mà đến đây mà được có 3 hàng ghế này rồi chắc là tôi buồn chết, nấu ruột mất. Nhưng mà nó kín mít đến tận dưới cuối như thế này. Nó sướng này. Đấy. Và giờ trong số các bạn ở đây sẽ xây dựng những cái mục tiêu và chuẩn bị sẵn cho mình những cái mục tiêu, nỗ lực từng ngày một. Từng ngày vì những cái mục tiêu của mình ra đây. Đừng có sợ, cái gì mà bạn muốn làm là bạn làm được hết. Tôi thấy là những người mà người ta có khả năng diễn thuyết, người ta có thể làm được. Không phải tự nhiên đâu ạ. Tôi muốn nói bạn nhé, tôi bản chất là một người rất nhút nhát ở bên trong. Tôi khiếp lắm, tôi nói là bạn này thưa mà bảo tôi đứng trước đám đông là tôi không bao giờ nói cả. Nhớ nhé, con tàu rất an toàn khi neo đậu ở cảng, nhưng người ta đóng tàu không phải mục đích đó. Bố mẹ chúng ta ấy đóng theo một con tàu vĩ đại đây rồi, đúng không nào? Đây, con tàu vĩ đại đang ở đây, tuyệt vời nhất trên thế gian này. Năm 2018 và xa nữa chúng ta sẽ ra khơi một cách mạnh mẽ, giơ cao tay lên nào. Ra khơi về sức khỏe của bạn nào, ai sức khỏe năm 2018 sẽ tuyệt vời hơn bây giờ nào? Chúng ta hỏi, chứ ngày xưa tôi có khỏe không bây giờ? Tôi phát hiện ra ngày tôi càng dẻo tay, làm việc của tôi càng hiệu suất càng cao hơn. Và tôi thấy mình ngày càng đẹp hơn. Đấy mới là điều tuyệt vời nhất, mình đang cải thiện bản thân mình trở nên tuyệt vời hơn. Bao nhiêu người muốn mối quan hệ gia đình thì mình ngày càng trở nên tuyệt vời hơn. Giờ cao đây nào. Năm 2018 đúng không nào? Ai, năm 2018 rất rõ ràng về tiền bạc, có nghĩa là mình xác định con số mình sẽ kiếm được năm 2018 và mình sẽ tiến đến con số đấy. Chỉ cái gì giúp cho mình đạt được cái mục tiêu đó, mình tiến đến, mình tiến đến. Bao nhiêu người sẽ đặt ra mục tiêu đó? Giơ tay lên. Đó là cái điều tuyệt vời nhất, cái cách của chúng ta đi đến cả cái đó, biết rõ ràng cái nơi mà mình đến. Và chúng ta nhìn thử xem, nếu như bây giờ có cái bản đồ, bây giờ rất rõ ràng rồi, trong thứ nhanh nhìn như vậy, bây giờ bạn định vị giống như ở trên Google ấy, bạn bấm nút điểm đầu tiên và điểm cuối cùng. Có hiểu không? Bao nhiêu người đã sử dụng cái Google Maps? Giờ đây là Google Maps. Điều gì ạ? Nếu bạn đặt cái điểm đến của bạn là vị trí bạn đang ở nhé. Sau đó bạn đặt định vị cái vị trí mà bạn sẽ đến nhé. Sau đó bạn bấm nút gì ạ? Start một cái. Nó sẽ đi đâu ạ? Nó khởi động và nó sẽ bắt đầu chạy trên con đường đấy, đúng không nào? Đúng chưa? Và nó lên một cái hình ảnh gì? Nó lên một cái hình ảnh đậm hơn. Lúc đầu tiên là nhanh nhìn bản đồ ở trên cái bản đồ Google ấy. Thì khi bạn mở cái bản đồ ra cái, nó nhanh nhìn các con đường cứ như này. Nó tóm lại là đây chính là bản đồ. Phải không? Nhưng mà bản đồ thành công ấy là bản đồ này. Đó là tìm được vị trí của bạn. Và tìm con đường ngắn nhất đến nơi bạn sẽ đến. Đây là con đường thẳng. Có thể bạn sẽ phải đi như thế này. Bạn sẽ phải đi như thế này. Cách nào đó bạn đi như một cái con đường nào đấy, nhưng cuối cùng bạn vẫn đến được cái điểm mà bạn muốn. Có thể mỗi người đi một con đường khác nhau, nhưng mục tiêu phải đến được. Nên là ngày hôm nay, nếu bạn muốn khỏe ở đây, bạn đang, tôi vẫn còn nhớ thời điểm tôi chỉ có 51 kg. Và tôi muốn đây là 73 kg. Tôi cần phải đi đến đây. Việc thế nào đó để đến đây được. Tôi làm cái gì để đến được thì nó gọi là kế hoạch. Nhưng mà mục tiêu thì gọi là cái này. Đây người ta gọi là mục tiêu. 51kg đến 73kg gọi là mục tiêu. Bây giờ ở đây tôi chỉ có, lúc nãy tôi thấy một bạn trẻ ở đây nói rằng là bây giờ tôi đang có tài sản là 10 triệu. Và bạn ấy cũng có 1 tỷ ở đây. Đúng không nào? Năm 2018 đi. Tôi lấy ví dụ như vậy thôi. Nếu từ 10 triệu đến 1 tỷ, tăng bao nhiêu lần? Bây giờ tài sản từ 10 triệu mà thành 1 tỷ là có 100 lần thôi, đáng bao nhiêu cả. Vậy bao nhiêu người muốn có sự tăng trưởng 100 lần trong năm tới về tài sản từ đây lên? Nhưng mà không có 1 tỷ, bây giờ muốn có 100 tỷ, rồi thêm 99 tỷ thì là điên rồi, đúng không? Nhưng mà một bạn trẻ bây giờ đang chỉ có 10 triệu thôi. Vậy bây giờ muốn tăng thử xem là 1 tỷ kiếm đâu nhá?
Tôi nói ví dụ như này, cái này mà tôi đang biết, rồi cái này là tôi làm mà tôi biết, môi giới bất động sản đi. Mục tiêu trong năm của tôi là bán 2 bất động sản, mỗi bất động sản là 1 triệu đồng, và mỗi cái tôi được 500 triệu. 2 cái bất động sản thôi, tôi có 1 tỷ. Vậy là tăng trưởng tài sản 100 lần. Bởi vì cái phương tiện mà giúp cho bạn có thể đạt được điều đấy. Nhưng nếu như bảo, bây giờ em muốn tăng trưởng tài sản 100 lần và năng lực của em là gì? Cái gì nhỉ? Đánh máy, anh còn quản lý. Đánh máy, em còn quản thư lưu trữ. Đêm, em ra và em sẽ đi làm thư ký văn phòng. Thư ký văn phòng. Lương 5 triệu trên tháng. Đây là một loại phương tiện để đi đây. Rồi, đây là kế hoạch của bạn. Kế hoạch của bạn với mục tiêu trả liên quan quái gì đến nhau hết. Bạn chọn sai mục tiêu, bạn chọn sai phương tiện để đi đến thành công. Nên rất nhiều người đã chọn sai phương tiện. Nhưng đó không chấp nhận thay đổi. Họ bảo, em làm thư ký văn phòng em vẫn có thể kiếm được 1 tỷ. Bởi vì... Vâng, mục tiêu của em là tán ông sếp. Ông sếp của em có 10 tỷ. Em trở thành bà vợ của ông sếp đấy sẽ được 50%. Như vậy em là 5 tỷ. Ok, đấy là mục tiêu. Nên là bạn đi cách khác để đến được mục tiêu. Đó là yêu lấy một ông chồng giàu, một ông chồng giàu. Đó, chọn lấy một ông chồng giàu. Đúng không ạ? Nên là một số chị em bảo đến giàu là được rồi, là già thì cũng được. Giàu là được rồi, già cũng được. Không cần phải trẻ. Không. Ở đây, đây là một cách tôi đang nói về phương tiện để đi đến thành công. Nhớ là muốn đi đến thành công. Đây là mục tiêu, còn đây là kế hoạch nếu mà chúng ta muốn đến đó. Kế hoạch cộng với phương tiện. Và bao nhiêu trong số các bạn ở đây chưa tìm ra phương tiện để đến thành công, giơ tay đây. Thật tài chính đấy, giơ tay đây. Còn phương tiện để đi đến sức khỏe, dáng đẹp cái gì? Phải trả tiền tương đối đấy, không phải đơn giản đâu. Ví dụ nhá, muốn đẹp có một số người thực ra tự tập đẹp, nhưng mà phải chịu khó học. Nhưng có một số người khác ấy là phải ra phòng gym. Ra phòng gym sau đó là phải có huấn luyện viên. Hơi con kém, nhưng tôi thấy một số người ông núi quân quận ấy. Việc chính họ là gì? Một ngày chạy một vòng quanh hồ, sau đó ra cái công viên. Và những cái người trẻ đấy có đầu tập, những cái động tác kéo lên, kéo xà đơn ấy. Có những cái xà đơn xà ép, những cái độ mà tập đấy nhìn đẹp lắm, nhưng nó biểu diễn cơ đẹp cực kỳ luôn, nhìn xịt, nhìn khoái lắm. Nhìn những cái người mà yêu thích những cái cơ bắp ấy, họ nhìn thích sáng đẹp kinh khủng. Những cái người đó khối cơ nó lên rồi vượt quận lên luôn. Chắc lịch. Người trẻ đấy thiếu đi cách tập đâu. Nhưng có một số người không chịu tập, họ sẽ xấu đi. Và muốn được đẹp không có cách nào khác, phải tập. Phải tập luyện thì nó mới đẹp được. Muốn khỏe phải hiểu biết về bản thân. Đấy người ta gọi là phương tiện. Còn một số người thì cứ ăn uống bét tè nhè luôn. Tôi phát hiện ra là từ ngày mà tôi có cái hầm rượu, mặt tôi nhiều mụn hơn. Và đến nay là có biểu hiện thì nó bị dạ dày. Mình cứ nhìn rượu và tôi phát hiện ra giai đoạn của tôi về thì tôi vào cùng buổi tối chúng tôi nhìn cái hầm rượu tôi thấy hay, thế tôi lại mở cái chai rượu ra chứ mình làm một hớp. Xong mình nghĩ mình bảo nếu với tốc độ này khoảng 10 năm tới mình chắc là thành con sâu rượu. Nên là bây giờ đang hạn chế, nó chưa nghiện đâu nhưng mà bắt đầu có biểu hiện của việc là nhìn thấy nó bắt đầu thích. Chết thì không có tín hiệu rồi, nhưng mà mình còn kịp phát hiện ra. Như đến lúc mà mình mơ màng không nhận ra, mình cứ nhìn thấy là mình đến cách tự nhiên, mình mở mình uống một cách ngon lành. Trong có ngày mình cầm một chai chi bát mà mình phang hết, là đến lúc đấy là cũng cơ như là kiểu là cái gì nhỉ, lưu linh đệ tử của Lưu Linh, là lúc đấy là học Thúy Quyền thôi. Tôi rất hay ăn bài Thúy Cà. Nếu mà tên bạn đấy thì chắc là siêu thay. Rượu thì không thiếu, nhưng mà cái ý thức của mình với đó không có thật thành thành nô lệ cho nó, rất nguy hiểm. Không phải đơn giản đâu. Nhà mình một tủ sách thì cháu lại chịu khó đọc sách, nhưng mà được cái là nhà mình có cả sách, có cả rượu. Nên là rất là may là cũng cần tương đối là cân đối. Chứ không mà ngày tủ rượu ngày càng hầm rượu ngày càng rộng hơn, và trong khi tủ sách mà càng ngày càng ít đi ấy, thì lúc đấy phải suy nghĩ đấy. Thế vậy là hôm nào để lập ra được những cái mục tiêu tuyệt vời nhất? Nào,
chưa có xe hơi của năm tới, giơ tay lên. Đấy nhá, bây giờ tôi gợi ý rồi, lát nữa đi ăn trưa bắt đầu phải nghĩ đến. Đây này, con trẻ con ấy, mơ ước của nó chỉ là con gấu đúng không? Đây, tôi có hai đứa con gái đang ngồi phía sau. Tin chắc rằng hỏi là mơ ước của con là gì, là con mơ có con gấu. Con bé nó rất là thích chơi bên. Mơ ước nhỏ đấy, nghe sắp tới không có cái gì ấy. Đấy, có cái xe đạp, phụ nữ tại sao không có ngôi nhà. Đàn ông thì tâm lý của đàn ông ấy là cũng có cái ô tô để đi ra đường để khoe, có nhà ở đâu cũng được, ở chung cư hay ở chỗ nào cũng được, nhưng mà đi cái ô tô ra đường khoe cho nó quách, bởi vì nó di động. Thì với ông ấy, ông đi ra ngoài đường kiếm phụ nữ, họ muốn có một ngôi nhà, chúng ta biết vì sao không? Bởi vì họ muốn được an tâm khi quay trở về nhà. Đàn ông thì cứ thích đi ra khỏi nhà đấy, nên là nó phải ô tô, nên là bán ô tô, bán cho đàn ông nhiều hơn. Nhưng bây giờ phụ nữ họ cũng chịu khó ra khỏi nhà lắm, nên là họ cũng muốn có xe ô tô. Đó, bao nhiêu chị em cũng đồng ý rằng là mình vừa nên có vừa có nhà vừa có ô tô giờ này. Các anh chị, anh nào ở đây đồng ý là chúng ta nên có cả hai hợp lý giờ này. Vậy muốn có cả hai bao tiền? Đây, ông ấy muốn đây 10 tỷ cơ. Nặng 73 kg thì chỉ có 51 cân thôi. Cái gì ông cũng muốn. Cái này người ta gọi là thích đủ thứ đấy. Nên là năm 2018 lại còn đặt ra mục tiêu trở thành người diễn viên xuất sắc nhất nữa. Sau này còn viết sách nữa, làm rất nhiều thứ trong một năm. Sau đó quay đi quay lại nhìn, cái gì mình cũng muốn nó tuyệt vời, nhưng cuối cùng nhìn lại là nó như một cái bãi rác, là không làm một cái gì ra hồn hết. Tôi nói cái cách này này, tôi với bạn tôi đi thực hiện mục tiêu ấy, tôi chia sẻ cái kinh nghiệm. Tôi có một cậu bạn hay lắm. Cái cậu này có một kiểu đặc điểm rất thú vị, đó là sinh nhật của anh ấy đám dỗ nào của người trong gia đình nhớ hết, cụ tổ tiên là nhớ, cứ đến ngày dỗ là nhớ, đám hỏi nào là có mặt hết, cứ sinh nhật các bạn nào là có mặt hết, đi ăn cưới thì ăn hỏi là nó cũng đến, mà bạn thân là cấp ba thôi là cũng đến, sinh nhật cũng đến, rồi là mùa năm thì nếu cái thằng đấy nó vừa đám hỏi đám cưới cộng với sinh nhật là thằng này kiểu nhịn mất năm ngày. Và bạn không biết điều gì xảy ra không? Công việc thì là phụ, nhưng mà riêng bạn bè số 1 thằng này, riêng này cũng tôn vinh bạn thì nó dùng của tôi không phục nó luôn. Tôi rất là nể thằng bạn này. Bây giờ là bạn thân của tôi đấy, tôi nói không phải nói xấu đâu, nhưng mà nó không cân đối, chúng ta biết không, nó không cân đối. Nên là về sự nghiệp cứ bắt đầu gặp khó khăn một cái là nó sẵn sàng đi chơi với bạn luôn. Lúc cần thì nó bắt là không nhìn thấy nó đâu luôn. Có ông sếp nào tin tưởng cái người làm việc nhiều như thế không? Công việc của nó cái gì cũng nửa vời, chưa bao giờ nó có thực sự có sự thành công. Còn một thằng này thì tôi nói với bạn, thằng này ngược lại hoàn toàn. Tôi có hai thằng bạn thân học cùng trường ấy, thân lắm. Thằng này có một đặc tính, bạn bè chỉ chơi với nó, cứ ai được Nghệ An thì chơi với nó kích khủng. Ngoài Nghệ An ra thì vẫn cũng có hai người là thân trong cái cơ hội. Các bạn có thể biết cái tính cách của người Nghệ An tuyệt vời. Thằng này cũng đến tuyệt vời cực đoan, cũng như là ngoài ra cũng chơi, nhưng mà riêng cái nhóm đấy thì chơi nó rất là nhiệt tình. Nhưng mà nhóm đấy nó cho hiểu biết, nhưng mà nó bảo thằng nào hiểu tao thì phải hiểu, đến nếu mà mày cưới tao để được thì mày cũng phải hiểu. Có hiểu không? Có nghĩa là kể cả nó không đến, nhưng mà tao tin tưởng mày, tao quý mày, tao sống thế đấy. Cưới có thể nó không đến, sinh nhật nó không đến, dỗ nó không đi, thằng đấy chỉ đương đầu vào công việc thôi. Thằng đấy thì cực kỳ nghiêm túc trong công việc, công việc của nó là số 1. Thằng thứ ba là tôi bảo tôi chả có lý do cực đoan. Tại sao tôi cứ phải tất cả sinh nhật của bạn tôi phải đi, tại sao dỗ tôi cứ phải về, bởi vì mất thì là nào thì mất rồi, thì năm nào mà chả dỗ. Ôi tôi không nói là dỗ không quan trọng nhé, nhưng mà phải biết cái dỗ nào chứ. Trời ơi, các cụ nhà mình chết đến cỏ lỗ bao nhiêu đời rồi, thì rất nhiều cái dỗ trong một năm, mỗi một năm mỗi tháng một cái dỗ thì tội à, lại mỗi một tháng một cái lễ ăn hỏi thì chết à, mỗi một tháng một cái sinh nhật thằng bạn thì có người thằng bạn thì là mình đi sinh nhật cộng với dỗ với đi chơi là một tháng hết rồi đâu nữa, thì lấy đâu thời gian mà làm gì. Lúc đấy tôi chẳng có dỗ chẳng cái gì hết, tôi nói luôn với gia đình tôi là cái này con không thể về được, bố mẹ thông cảm. Lúc này con rất bận với công việc, con tập trung với sự nghiệp rồi, lúc này con chỉ tập trung hai thứ thôi là con đi học hỏi và làm việc, nên bố mẹ thông cảm cho con. Bạn bè của tôi lúc đấy cũng không cảm, tôi nói luôn với bạn tôi là
các bạn không làm được. Thực sự lúc này rất khó để gặp các bạn. Trước kia tài chính không có. Và lúc này thực sự là đang tập trung cho sự nghiệp. Bạn bè của mình có thấy này tập trung sự nghiệp. Nó cũng không nói là mấy cái cuộc uống cái rượu phiếu, thứ nó gọi mình nó không gọi. Mấy cái thứ bình thường nó không gọi, trừ khi có những cái gì rất thân thiết thì nó gọi. Thế là tôi lại giữ được những cái mối quan hệ rất là hiểu mình. Ngược lại, tôi lại rất tập trung cho sự nghiệp. Tôi chỉ tập trung ngay đến mua sách để học tập. Và đó là cái điểm rất là tuyệt. Nó khiến cho cuộc sống của tôi thay đổi. Thế là tôi bứt phá về tài chính rất là nhanh. Mà hai bạn tôi, nó đều bị lệch lạc ấy. Thế có một thằng cuối cùng là chỉ trừ nó mà không có mấy người thân thiết. Không mở rộng. Thằng thứ hai thì sự nghiệp thì cực kỳ là bên bạn. Đến bây giờ ngồi với hai thằng đấy tôi mới nói, tôi bảo hai thằng mày ấy, mỗi thằng mới một ít thành đạo. Không, học chơi với bạn của mình trân trọng những cái giá trị lớn của họ. Nhưng bây giờ hai người bạn của tôi đều họ đã đi dịch chuyển hết rồi. Họ dịch chuyển. Bây giờ mọi người thì vừa rồi là ba năm vừa chân với nhau. Thì vừa rồi là cái sinh nhật 1 tuổi của đứa con của cái thằng mà chịu công việc ấy, thì cái thằng mà chịu đi ăn sinh nhật ấy thì đã bỏ. Chưa bao giờ đi bỏ sinh nhật mà chúng tôi lại thấy vui lên như thế. Không biết là chưa bao giờ nó bỏ một cái tiệc quan trọng đến như vậy thì chúng tôi cảm thấy vui. Chúng tôi bảo chứ, ôi thế này thật sự bây giờ nó là một thằng đàn ông rồi. Cái thằng mà chơi với bản thân như này, nó bỏ sinh nhật của nó nhá, hay là bỏ việc quan trọng của nó thì nó giận chết. Nhưng mà không ngờ hôm đấy chúng tôi lại vui như thế. Chưa lần nào trong cuộc đời cảm thấy vui thế. Sau này cái thằng mà bỏ công việc thì thỉnh thoảng bây giờ chúng tôi cứ gọi nó vào ngày thứ 6 hay thứ 5 gì đấy. Tôi gọi nó phát nó ra, tôi bảo thằng này bây giờ nó biết bỏ việc ở đây nhỉ, tốt đấy. Có nghĩa là thỉnh thoảng chúng tôi thử nó phát xem nó như nào. Thế nó biết sắp xếp công việc rồi. Có nghĩa là không phải lúc nào nó có công việc là số 1 đâu. Nghĩa là bây giờ cân đối rồi. Là bao nhiêu trong số các bạn ở đây cũng phát hiện ra mình cũng bị lệch. Có bị lệch không? Bao nhiêu người đã từng bị có lệch rồi thì ra đây đây nào. Có một số người tiết kiệm quá đáng. Một số người rất là hay tiết kiệm quá đáng. Còn một số người thì tiêu phản. Thì thôi, phóng túng một điều tới số rồi. Có ai trong cái nhóm là như vậy không? Giờ đây này. Tiêu đến mức không bao giờ nào ngay trước. Tôi lúc nào cũng cái kiểu trong tình trạng gọi là không sạch bách không một xu nào. Mình không có tài sản nữa. Để chiều quay trở lại tôi sẽ làm một việc với các bạn. Đó là tôi sẽ hướng dẫn các bạn đầu tư vào tài sản thay vì đầu tư vào tiêu sản. Cái gì số tiền của bạn ấy sẽ đầu tư vào gì? Đầu tư vào tài sản thôi, làm tài sản gia tăng lên. Cái thứ hai, những cái mục tiêu này bây giờ cần phải có bản kế hoạch. Chúng ta mới nói bây giờ mình thiết lập mục tiêu thôi nhưng còn chưa có mục tiêu cơ. Chưa thiết lập mục tiêu, lát nữa làm luôn. Và tôi cũng sẽ chia sẻ cho bạn xem cái mục tiêu của tôi. Khi tôi thiết lập ra mục tiêu, bạn có thể biết được là tôi lập ra cái mục tiêu tuyệt vời đến mức mà bạn không thể tưởng tượng được. Từ tháng tôi học một cái chương trình của Dr. Danford, cả một chương trình 2 ngày mà tôi chỉ nhớ được đúng một câu rồi, không nhớ cái gì hết. Người ta bảo ông dạy hay, ông bảo dạy rất hay, nhưng mà có dạy hay cái gì, tôi chả nhớ cái gì hết. Ông dạy bán hàng rồi, ui thôi, tôi nhớ đúng một thứ rồi. Đến bây giờ cả chương trình đấy đọc lại đúng một thứ rồi nhá. Mục tiêu lớn thì tạo được sự sung sướng, mục tiêu nhỏ thì tạo được sự đau khổ. Tôi chả nhớ quay thì tôi nhớ mỗi cái mục tiêu lớn tạo được sự sung sướng. Thế là tôi bảo mục tiêu nó phải lớn. Lúc đấy mình vừa mới mua con mạch, vừa mới mua con mạch C250 mới cứng cựa, vừa mới đi được hơn một tháng trời. Nhà thì mới mua cái chung cư ở chỗ Tham City, ngon lành lắm. Lúc đấy tiền mình cũng có chứ, mình bảo tôi để tiền, đầu tư tiền làm thứ khác. Thế lúc đấy, học xong chương trình qua, mình nghĩ mà, có mình bảo một cái điều mới thực sự. Thế là, mình đã từng đưa bố vợ đi xem nhà, đi không hiểu sai thôi. Thế là mình bảo, được, mình phải làm cái nhà cái này đi được. Tôi đưa học xong chương trình về. Đây, đây chính là hàng đấy, thấy chưa? Ngồi đấy. Đấy, vợ chồng tôi chui vào cái nhà này đây. Đây, nhà này. Đây là mục tiêu nhỏ đấy.
đây là những người mà chỉ thích ở nhà với nhà thuê đây. Nếu bạn đi ăn thuê cái nhà chỉ có mấy chục mét vuông, đi về nó tối vuông lên đi và đi vệ sinh cái ông đang vệ sinh trong nhà cái tự nhiên trong kiểu bật cái quạt gió ấy, làm quay cái quạt gió mà bật. Thế là ông trong này mình biết tiền lúc mình đang lao động mà ông kêu lại đang làm bát mì, thế là không thể nào không chịu nổi. 8 mét thôi mà nhà vệ sinh kiểu này còn không có nóc. Tôi nói thật, có một số người thuê nhà ở ấy là nhà vệ sinh, là vì cái này không có nhà vệ sinh trong nhà, bởi vì cái này là nhà vệ sinh ở ngoài ở khu tập thể. Trời ạ, cả một dãy này mấy chục cái phòng trọ như này thì cái nhà này nó 8 mét vuông, mưa thì nghe mưa nóng, nắng thì nóng chết luôn, bởi vì làm gì có gì nhìn lên cái là thấy có lỗ xi măng đó ở trên này này, có cái lợp ấy. Sau bên dưới này nhà chỉ có 8 mét thôi, có cái tủ vải chỗ này để được cái. Tôi nhớ cái nhà tôi ở lắm. Ở chỗ này có một cái bếp ga nhỏ nhỏ đặt rau này, làm tất cả mọi việc trên này, tất cả mọi việc ở trên giường kia, ăn ngủ nhặt rau giải trí hay làm bất cứ thứ gì, làm quái ở chỗ nào nữa, chỗ một chỗ ấy thôi chứ. Thế đó, vợ tôi ngồi ngắm sang nhà hàng xóm mơ ước giá như vợ chồng mình có khoảng 25 mét nhà ở nhà tuyệt vời rồi. Tôi vẫn nhớ cái vợ tôi này là nhà tâm lý mà, nên là phòng làm việc của vợ tôi là nó có phòng ngăn đôi, và bên kia là cái phòng y tế, phòng bên này là phòng làm việc của vợ tôi. Ngăn đôi ra cái phòng đấy chỉ được 25 mét vuông, chia đôi là mỗi phòng 12 mét. Nhưng tôi bảo được 25 mét thì mình sẽ để tủ quần áo này mơ có 25 mét, ngày đấy mơ nó chỉ đến thế thôi. Giá như có một ai đá một phát vào mông tôi nói ha, hãy mơ một điều gì nữa là mất đi. Nhưng mà chả có ai chịu đá một vào mông tôi nói câu đấy chứ. Người ta bảo đang có công việc tốt đấy, mỗi tháng được 560.000 rất tốt đấy. Người ta đều nói như vậy cả, không có ai đá vào mông tôi ấy. Bảo có một đứa bạn đã đến nhìn mặt tôi và nói câu này: tôi thích mặc vest, ngày xưa gầy gầy vẫn có cái vest. Tôi thích mặc vest. Và có một người bạn đã nhìn tôi ngồi ở trên cái ghế, nghe ghế xoay quanh trái, xoay cái quái. Cái ghế của vợ tôi, cái ghế đấy là cái ghế của tôi dành cho nhân viên mà Hòa Phát này, những lưng cái nhỏ này ngồi ghế xoay. Hôm đấy thì mình mặc bộ vest đoàn trường mà, mình làm đoàn trường mà, bắt chân. Xong nhìn tôi nói bảo: cô bạn này của tôi tên là Giang, làm cùng học trường tôi. Đúng hôm đấy nó tác động vào trí não mình thật. Nhìn mình à, tôi nhìn cậu giống doanh nhân không, giống thầy giáo với ông làm toàn. Xong mình về mình cứ nghĩ mãi cái nào cũng này nó lại có mình giống doanh nhân, vẻ như là nó hơi đúng ấy. Quyết định nghỉ việc vì có bạn của bạn tôi nhé, quyết định nghỉ việc nhé. Thế là cũng một cái hiệu khó lên bảo: dạo này tôi thấy bà Vi nói rằng là anh đang định xin tôi đang nghe nói một số người nói là anh đang định thôi việc phải không? Thì ở đây chỉ giữ những người muốn ở lại, còn những người muốn ra đi thì cũng không giữ. Ôi trời ơi, vì được đúng cái cơn mà tuyệt vời nhất của mình, chả nói chẳng rằng mang luôn cái đơn xin nghỉ việc lên, đã bác cho cháu xin phép được nghỉ việc. Xong bác hiểu đấy ông hiểu khó mà ông dọa tôi, ông tưởng là dọa tôi rồi vì tôi không có việc làm. Đến lúc đấy xong bác hiệu trưởng lên, bác lại gọi lên ăn ở trên chỗ hạ ngồi. Thế bác bảo: thế con đã có việc mới chưa? Chắc là con xin được chỗ mới rồi. Chưa, biết phải làm gì, chưa biết nghĩ làm gì, tôi nghỉ việc mà con chưa biết làm gì. Đúng là một thằng điên. Bác này thường tự mới, tôi nghỉ việc nhưng tôi không biết làm gì, có nghĩa là chưa có gì hết. Về trong cái này là, thế là lần đầu tiên đi mở công ty là mở công ty của một cái chị mà làm trong trường. Chị bảo: về làm dịch vụ giúp việc gia đình, cung cấp giúp việc gia đình. Chị là giáo viên phụ học thế dạy cho xong em đi cung cấp giúp việc gia đình. Ôi tính tính chào chả một tháng cung cấp được bằng này kiếm được rồi đi lau dọn nhà người ta tính ra một tháng doanh thu được 500 triệu một tháng trừ chi phí đi chết mỗi người còn là 560 triệu. Ôi trời sướng kinh khủng. Ờ nếu bây giờ khởi nghiệp với bao nhiêu tiền? Bây giờ em làm đủ tiền
Thế đi vay tiền thôi. Đi vay tiền thì mở công ty, mua được cái máy tính 2 triệu rưỡi, xong rồi đi thuê cái văn phòng trên thủ toán, bắt đầu đi làm. Câu chuyện của tôi thì cái công ty đầu tiên là nó phát triển một cách cực kỳ ngu ngơ mà không thể biết cái gì kinh doanh. 8 tháng sau tôi ôm đống nợ, giám đốc đi vay tiền mua được một cái điện thoại Sony Ericsson ngày xưa ấy, 1,2 triệu. Đến lúc máy kế toán nó bảo anh có trả được lương cho anh không, thế là mang luôn ra cái đường của Vĩnh Khai cắm được 300.000 trả lương cho nó, bắt nó nợ lương, lúc đấy còn nợ lương nó, xong là mang lúc cái xe máy xu phát, lâu đấy có cái xe máy xu phát mà mang cái giấy tờ đi cắm được 200.000 thôi, nếu cắm giấy tờ cắm cái xe thì được 4 triệu, à được 3-4 triệu. Nó tóm lại có cái gì của vợ tôi mang tôi cắm hết. Vợ tôi hồi đấy là lúc cưới nhau xong là gia đình nhà vợ cho sợi dây chuyền 5 chỉ vàng để cho cái tủ bé bé này, khóa thì chả có gì, mình lấy cái tủ vít mình cạnh tóc phát ra, vợ các khóa vào quà âm thầm lấy sợi dây chuyền cắm luôn, ngủ thế chứ mà bị cắm. Xong lúc không có tiền cái tiệm cắm đấy cầm ở đối diện với trường Đại học Lao động Xã hội. Ngày xưa anh cắm đấy mà quen, theo cắm ở đấy, cắm xe đấy quen rồi, cắm xe giấy tờ đấy quen. Vợ tôi về sau đó tôi ui dây chuyền đâu, mình bảo dây chuyền anh đã cắm rồi. Đấy là câu chuyện vợ chồng tôi đấy, 10 năm trước nó bị đát thế đấy, hơn 10 năm trước, 11 năm trước nó bị đát thế đấy. Nếu ai bảo rằng lúc đấy chúng tôi có thể thành công, chả có cái thành công nào, không có ai dám tin các bạn, nó rất là khủng khiếp. Đấy, đẹp. Đây là khi mà tôi tập trung sự nghiệp và dáng dấp tiêu chuẩn đẹp đến như thế. Và đây đúng không? Và rất nhiều người bảo là sao ông cứ lấy ông làm ví dụ nhỉ? Tôi bảo thế cuối cùng tôi dạy cái gì? Tôi chỉ dạy những cái gì mà tôi trải qua, tôi dạy đây này, đây như thế này. Và có một người phụ nữ đã chửi vào mặt của tôi, nhưng nhìn thẳng mặt tôi nói một câu, trông cậu giống thằng nghiện như này, tất cả những cái gì cậu nói đều không có giá trị với tôi. Ôi trời ơi, mặt của tôi khiến nó cứ bỏ khắp mặt. Bạn biết là xấu hổ mặt, xong rồi một phích mặt không lên. Xong bà xếp cái túi lên mày, này bà làm phí ở trên Đan Phượng. Lúc ấy chúng tôi bán hàng, chúng tôi giới thiệu cái sản phẩm cho bà. Thế bà cậu như thằng nghiện như này, những gì cậu nói không có giá trị. Chiều mới về, cô ra phòng tập gym luôn. Cô ra tôi hỏi, tôi nhìn một thằng đẹp nhất ở đấy. Tôi bảo, anh cho tập khoảng 4 tháng có được như anh. Bạn có biết cái mơ ước của những người xấu muốn trở thành đẹp ấy, và họ muốn đẹp như thế nào không ạ? Thế là tại sao bây giờ cái nghề thẩm mỹ nó mới nhanh, nó mới lên ngôi như vậy? Có nghĩa là người ta không muốn tập luyện gì hết, người ta muốn có một cái mông đẹp, người ta sẽ được ra, người ta sẵn sàng lấy cái kim tiêm, người ta tiêm một phát vào mông, xong là đưa một vào lên một cái túi, xong là đội cái mông lên, chứ không người ta không có thời gian ra phòng tập. Đau quá, đến như thế đúng không? Người ta không có như thế, người ta chỉ muốn là đau một tí cũng được. Chích một phát vào mông, thế là bóng quả mông tròn vo rồi. Đã rồi 90 rồi, ho lành. Thế nào ông muốn là, đàn ông muốn một đẹp như bây giờ là không thể là bơm một cơ mà tạo quân hình này, đặt cái túi vào đây. Thế là không bao giờ sẽ hết. Nếu bây giờ muốn đẹp lên thì làm nào? Phải tập, không dễ dàng gì đâu ạ. Muốn đẹp lên đấy, phải thế. Thế bao nhiêu trong số quý vị đây đồng ý là chúng ta năm 2018 nghiêm túc tập luyện cho đây này. Hai bạn nghe đi, tôi nghiêm túc tập luyện. Đấy, đi đâu? Đi tàn tích, quá đẹp, chất lượng không? Thấy không? Đấy, đây nhá, đây. Bạn nhìn xem nào, da học sướng thế không? Rất là giá man. Mặt này, mặt gì này, mặt nhìn thấy không? Mặt nhìn thấy các cái nhà đâu mặt nó nhăn vào và bắn lại tưởng tượng được. Nhưng bây giờ như thế này khác biệt đúng không? Mình ra phòng tập này thì khác luôn, nhìn mình bây giờ mặc áo non gì cái gì nhìn đẹp
đi ra ngoài đường tự tin mình giảm bước. Nhiều lúc họ bảo anh có nên đi làm người mẫu đấy, mà tôi không được làm người mẫu được thì tôi cao 1m76 chứ tôi cao 1m80 khéo cũng kiếm cho khoảng độ mấy trăm nghìn làm người mẫu. Người mẫu làm ít nhất là phải đẹp cả, đẹp phải đẹp, bao nhiêu người xác định mục tiêu mình phải đẹp lên, giơ tay lên, cải thiện được không? Ai bao nhiêu ngày nữa chứ ông làm không có làm tốt lên. Đấy, ta làm còn chúng ta còn nhiều. Tôi biết rất nhiều người khi mà tập luyện đến trong một năm rồi, cực kỳ nhiều người học viên sau một năm đẹp. Đặc biệt là thanh niên các bạn này, một năm sau các bạn đẹp. Và tôi nói như bạn đẹp nhá, còn mặc bộ quần áo bạn thông tin thì bạn làm bất cứ một việc gì nó có lợi thế đâu. Hồng nhan bây giờ ấy là bạn tỷ. Bây giờ người ta thích chọn những người đẹp bởi vì là cái thế giới cổ truyền trong ngày này, người xấu ấy không có cửa đâu nhá. Tôi nói cho bạn biết, bởi vì đây là thế giới của hình ảnh. Cái thế giới bây giờ thế này, cái mặt phải đẹp, ít nhất ngoại hình mặt phải đẹp. Cái thứ hai, đẹp trí tuệ, xấu thì không có cửa, đúng không? Phải đẹp, tiêu chuẩn phải nâng lên, nâng tiêu chuẩn lên. Sẵn sàng nâng tiêu chuẩn chưa? Bao nhiêu người sẵn sàng nâng tiêu chuẩn vào cho đây nè? Hai tay cái đi. Tôi nâng tiêu chuẩn cao. Rồi ok. Hôm nay buổi sáng đến đây thôi, tí nữa quay trở lại. Có rất nhiều các cái điều tuyệt vời. Lắng nghe đã, bình tĩnh, bình tĩnh. Buổi chiều, hôm nay thầy cô trưởng đến mấy giờ đấy ạ? 23 giờ hả? Ok. Chưa đủ đâu, buổi sáng em nay mới được một chút thôi. Bao nhiêu người buổi sáng em nay đã học được cái gì đó, đã thêm được nguồn cảm hứng rồi, giơ tay lên. Okay. Bao nhiêu người sẵn sàng đi đến cuối cùng của cái chương trình tuyệt vời này, giơ tay lên. Bao nhiêu người quyết tâm nào? Buổi chiều có thêm hơn các bạn. Thiết lập những cái mục tiêu cụ thể luôn. Sau đó, tôi thêm hơn các bạn cách lập ra kế hoạch và sau đó phân bổ cái kế hoạch đó là cái nào quan trọng làm trước, cái nào không quan trọng thì làm sau. Sau đó tôi sẽ hướng dẫn bạn lựa chọn cái công cụ nào đó để hỗ trợ cho từng một loại mục tiêu của bạn. Như vậy mỗi một cái loại mục tiêu có một cái công cụ hỗ trợ và lựa chọn cái công cụ đấy để tiến thành công. Buổi chiều ngày hôm nay là một cái buổi tuyệt vời, còn buổi tối ngày hôm nay còn tuyệt vời hơn nữa. Và khi bạn hành động, tôi tin chắc rằng là cái bản lĩnh của mỗi người ấy, nó khác nhau. Nghe là bao nhiêu người muốn nâng cao bản lĩnh của mình giờ đây ạ? Tôi biết có rất nhiều người học đến khoảng độ 5 giờ chiều, 6 giờ chiều tranh thủ lượn tập mất hơi, họ bỏ mất phần sau cùng. Nhưng mà tôi muốn nói cho bạn biết cái phần sau cùng của tôi ấy là một phần rất là có thể nói đúng một từ, nó là tinh hoa của tất cả cái chương trình cuối cùng. Và phần đấy nó là năng lượng để các bạn đi cả một năm 2018, thậm chí là những ngành làm tiếp.